Anh ơi, anh đừng có cố quá. Anh mới ốm dậy mà, nghỉ ngơi một chút đi. Anh không sao đâu, anh khỏe rồi mà. Em nấu cháo cho anh này, anh ăn đi còn có sức mà học. Vất vả cho hai đứa em quá. Năm nay anh bận thi tốt nghiệp nên không quan tâm hai đứa được. Bọn em luôn hiểu và tin tưởng cho anh mà. Anh yên tâm đi, bọn em lớn rồi, tự lo cho bản thân mình được. Ngoan quá, đúng là em của anh. Bố mẹ ở dưới suối vàng ấy, chắc là hạnh phúc với chúng ta lắm đấy. Bố mẹ từng nói là nếu anh em mình yêu thương nhau và hòa thuận là bố mẹ vui rồi. Anh chị ơi, em về rồi này. Anh đã đỡ mệt chưa mà đã học bài rồi vậy? Anh đỡ nhiều rồi. Ui, cháo thơm thế. Em thích không? Chị còn nấu dư một bát để chị ra lấy cho em nhá. Chị không ăn à? Sáng chị ăn bánh mì cũng no rồi. Vừa nãy chị nấu ăn nên là ngửi mùi nhiều, chị ngấy quá, không ăn được nữa. Không được, nếu chị mà không ăn thì em không ăn đâu. Con bé ngốc này, đi học về đói, em phải ăn cho có sức chứ. Nhưng mà chị cũng đi học mà. Chị đã bảo là chị no rồi. Mà dạo này em gầy quá, ăn nhiều vào. Anh ốm nên không ăn được nhiều đâu. Ăn một hai miếng thôi, rồi hai đứa ăn với anh nhá. Anh đừng có nói thế, anh ăn đi cho khỏe. Dạ đúng rồi đấy, anh ăn đi cho khỏe nữa. Thôi, hai chị em mình ra ngoài, để cho anh Toàn còn tập trung học. Vâng ạ, thế hai chị em mình ra ngoài kia ăn cháo với nhau nhá. Ừ, em ra ngoài trước đi. Vâng ạ. Anh cố ăn nốt bát cháo này đi nhá, em đi ra ngoài đây. Ừ, anh sẽ ăn hết, em ra với cái thơ đi. Vâng ạ. Dạ, anh uống gì ạ? Toàn đấy à? Hải à, lâu rồi không gặp. Cậu uống cà phê à? Thế vào quán cà phê, không gọi cà phê thì gọi bánh mì trứng à? Ừ. Thế cậu uống gì để tôi order? Cho cốc bạc xỉu đây. Cậu đợi một chút nhá. Nước của cậu đây. Cảm ơn. Mà này, cậu tốt nghiệp được bao lâu rồi nhở? Cũng hơn một năm rồi. Hơn một năm mà vẫn phải đi làm cái công việc của bọn sinh viên này á? Tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm nên... Thôi, kém cỏi thì cứ nhận đi, bao biện. Tôi có hướng đi riêng của tôi, cậu đừng xúc phạm tôi như thế. Hướng đi của cậu để làm bồi bàn như này à? Cậu có thấy ai phấn đấu lấy cái bằng giỏi đại học để đi làm bồi bàn như này không? Cậu quá đáng rồi đấy. Tôi không muốn giải thích với cậu đâu. Có mà thấy nói đúng quá không cãi nữa ấy. Uổng công học hành đèn sách. Mà hôm trước tôi nghe lũ bạn cũ bảo cậu tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi. Ủa? Tưởng oai lắm cơ, ai ngờ. Cậu quá đáng rồi đấy. Quá đáng thì làm gì được tôi à? Tôi nói cho cậu biết đấy, bây giờ tôi đã leo lên chức trưởng phòng marketing của công ty đa gia. Cậu nhìn lại mình đi, có đáng để tôi tôn trọng không? Dù tôi có là ai ấy, thì không liên quan tới cậu đâu. Sao lại không liên quan? Hồi cấp 3 ấy, cậu làm gì cũng thắng tôi. Bây giờ thấy cậu gặp cảnh này, tôi vui lắm. Đúng là cuộc sống mà, đâu ai lường trước cái gì đâu. Cứ sân si và nhỏ bọn như cậu ấy, thì tư duy mãi không khá lên được đâu. Này, ăn nói cho cẩn thận, nghiệp tụ vành môi đấy. Đừng để thai phải báo với quản lý, lúc đấy bị đuổi thì đừng có trách. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của người phục vụ rồi, chẳng có gì mà tôi phải sợ có báo cáo cả. Này, cái thái độ đấy bảo không làm gì sai á. Đừng để thai phải cáu, gọi quản lý đây. Dạ thưa anh, có chuyện gì vậy ạ? Anh xem lại nhân viên của anh ấy, nó dám ăn nói hỗn hào với khách, thế mà ông nhận nó được à? Tôi xin lỗi, cậu ấy đã làm gì anh ạ? Nó dám chửi tôi, nó bảo tôi sân si, nhỏ mọn. Anh xem,
Có nhân viên nào nói với khách như thế không? À Toàn, sao em lại làm như thế? Dạ là do cậu ta gây sự trước ạ. Thôi được rồi, để anh. Thay mặt cửa hàng, tôi xin lỗi anh. Hôm nay cửa hàng sẽ mời anh cà phê ạ. Mong anh bỏ qua. Muốn bỏ qua á? Bảo nó xin lỗi tôi đi. Toàn, em mau xin lỗi khách đi. Nhưng... em xin lỗi khách đi. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với em. Lúc nãy là do tôi sai, mong cậu bỏ qua cho. Sớm muộn gì cũng phải cúi đầu. Đã thế lúc đầu còn to mồm. Tôi xin phép. Dạ anh ơi, em mời anh cốc nước được không ạ? Ngồi xuống đi. Sao hết ca rồi mà còn chưa đi về đi? Em ở lại học thêm pha chế anh ạ. Ly này là em tự pha đấy, anh chấp nhận xét nhá. Nói chung là vị cũng gần chuẩn rồi đấy. Có hơi ngọt một chút thôi, điều chỉnh lại lượng sữa nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Anh thấy em cũng ham học hỏi đấy. Người ta chê mà cũng không tự ái gì cả. Em muốn mình có nhiều tài lẻ để sau này có gặp bạn bè ấy, hay là khách hàng gì đấy ấy, thì còn có thứ để mà làm anh ạ. Anh thấy qua cách ứng xử, em là một người khá là thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng mà tại sao em lại chọn công việc đi làm bồi bàn? Thú thật với anh, em ra trường cũng được 1 năm rồi. Làm lương thì cũng không có nhiều đâu. Em vẫn đi làm thêm cà phê vào buổi sáng và một nhà hàng 5 sao vào buổi tối anh ạ. Tại sao em lại làm như thế? Em đi làm chủ yếu là muốn có thêm kiến thức thị trường và kinh nghiệm làm kinh doanh anh ạ. Anh nhìn em một cái là anh biết em là một người có chí lớn. Mình còn trẻ thì phải phấn đấu. Người ta không cho mình cơ hội ấy, thì mình phải đi tìm cơ hội. Em rất là giống anh ngày xưa đấy. Em cảm ơn anh ạ. Cứ chăm chỉ đi tìm cơ hội. Thất bại cũng không sao, nhưng những bài học rút ra ấy là vô giá đấy. Em đừng sân si những gì đã mất, hãy trân trọng những giá trị mình nhận được. Em chịu khổ nhiều rồi, cho nên em không sợ thất bại đâu. Bố mẹ em mất sớm, một mình nuôi hai em nhỏ. Bữa ăn nào ba đứa cũng phải nhìn nhau, sợ ăn mất phần của đứa kia. Chúng nó dành rất nhiều kỳ vọng vào em, cho nên em không làm chúng nó thất vọng được. Tốt lắm. Nhưng em có biết em có thiếu sót ở đâu không? Em bộc lộ quá rõ khát khao làm giàu, cho nên em còn quá nhiệt tình và bộc trột. Giống như việc em vừa gặp anh hay là gặp cậu khách vừa rồi cũng thế. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Có gì thiếu sót ấy, anh chỉ bảo giúp em nhá. Em không phải là người hay tự ái vặt khi bị chê đâu anh ạ. Anh thấy em rất tốt. Anh có một vài người bạn cũng làm doanh nhân. Bọn anh cũng hay tụ tập nhà hàng rồi bàn công việc. Nếu như mà em thích ấy, thì hôm nào đó anh sẽ dẫn em đi cùng. Thật vậy ạ? Trước giờ ấy, em toàn học lỏm thôi, chứ làm gì có cơ hội được tiếp xúc với người giàu ạ. Dần dần rồi em sẽ học được nhiều điều từ họ. Chứ cứ học lỏm ấy thì không phát triển được đâu. Dạ vâng, em nhất định sẽ cố gắng và thay đổi anh ạ. Tốt lắm, em cho anh thấy em là người như thế là tốt. Anh sẽ cho em theo anh làm kinh doanh. Anh còn làm nhà hàng rồi cả du lịch nữa, nên không thiếu việc đâu. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm nhá, em nhất định ấy sẽ làm anh hài lòng. Vậy từ giờ ấy, có gì ấy, thì cứ hỏi anh. Bây giờ anh phải đi có việc một tí, có gì cứ liên lạc nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ.
Chúc mừng em nhá, đã chính thức được sang nhận quyền sở hữu chuỗi nhà hàng Ba Sa. Dạ, cũng nhờ ơn anh cả anh ạ. Không có anh thì làm gì em có ngày hôm nay. Anh chỉ là người dẫn dắt chú thôi. Còn thành công được như bây giờ ấy là nhờ năng lực của chú đấy. Cơ hội ấy là cái mà tuổi trẻ của em bị thiếu. Bây giờ ai cho em cơ hội thì em phải trân trọng chứ ạ. Được rồi, anh hiểu tính chú mà, chú cứ yên tâm. Anh uống nước đi. Anh ơi. Ơ anh Tuấn, anh mới sang chơi à? Chào em, dạo này lớn ghê nhở? Em cảm ơn anh. Có chuyện gì đấy? À, em định xin anh cho em đi làm thêm ạ. Không được, đã học năm cuối rồi, tập trung vào hành đi. Nhưng mà bạn bè em ai cũng tự lập, trưởng thành cả. Em cũng lớn rồi, em không muốn ăn bám anh nữa đâu. Ơ hay, anh lo cho mày mà mày lại bảo là ăn bám à? Nhưng mà em muốn đi làm thật mà. Em cũng sắp ra trường rồi, em cũng muốn có thêm kinh nghiệm làm việc. Thôi, em nó muốn đi làm ấy thì cứ để em nó làm. Học cách va chạm giống như chúng ngày xưa còn gì nữa. Nhưng mà em lo lắm, bây giờ ra ngoài nhiều vấn đề lắm, nhớ bị lừa mất thì sao? Trời ạ, thời buổi nào rồi còn thế nữa. Nếu như mà lo quá ấy, hay là cho em nó làm thêm ở quán sách mới của anh em mình đi. Anh Tuấn nói đúng đấy, em làm thêm ở đấy là anh không phải lo em bị lừa nữa nhá. Thôi được rồi, anh cho em thử việc một tuần, nếu mà không được ấy là phải nghỉ luôn đấy. Em biết rồi. Thưa anh dùng xong đồ vui lòng để lại vị trí cũ giúp chúng em ạ. Tao đi mua đồ chứ không phải là tao đi xếp đồ đâu. Việc ai người làm đây, đừng có sai vặt khách hàng. Nội quy đã ghi rõ trên cửa ra vào, anh chưa xem à? Tại sao tao phải quan tâm đến nội quy của bọn mày? Trông anh lịch sự văn minh mà cư xử như kẻ thất học vậy. À, con danh con này, mày không tin tao báo cáo quản lý đuổi việc mày không? Tôi không làm gì sai, sao tôi phải sợ? Ha, mày ngon đấy, để xem mày cứng được bao lâu. Quản lý đâu? Cậu làm gì ở đây vậy? Anh, sao anh tới đây? Anh sẽ nói chuyện với em sau. Lại là cái thằng đen như hủi như mày à? Sau bao nhiêu năm phấn đấu ấy, mày cũng chỉ lên được cái chức quản lý thôi à? Tôi làm quản lý ở đây, đây là em gái của tôi. Tại sao cậu lại to tiếng bắt nạt nó? Đúng là hai anh em khéo thật đấy, bẩn như nhau. Tôi hỏi tại sao cậu lại bắt nạt nó? Tao không bắt nạt nó, là nó muốn láo với tao trước. Tôi đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, cậu đừng có mà cãi. Tao cãi đấy, mày làm gì được tao? Mày có tin ý, ngay ngày mai tao mua đứt cái nhà sách chúng mày không? Cho chúng mày ra đường ăn mày luôn không? Cậu có đủ khả năng để mua đứt cái nhà sách này hay không? Sao lại không? Mày biết bây giờ tao là ai không? Tao bây giờ là giám đốc điều hành của công ty Đa Gia. Sắp tới sẽ hợp tác với tập đoàn Ba Sa đầy nổi tiếng, tiền tiêu như nước. Lúc ý sợ gì lũ chúng mày? Tôi thật không ngờ là bây giờ Đa Gia vẫn giữ một nhân sự như cậu đấy. Mày nói thế là ý gì? Mày muốn ăn đòn đúng không? Anh đừng có nóng nảy quá, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Tao cứ cãi đấy, chúng mày định làm gì tao? Phía bên Đa Gia chính là bên đang gửi yêu cầu để mong tôi hợp tác làm ăn đấy. Chúng mày ảo tưởng à? À? Anh trai tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Ba Sa mà anh vừa nhắc đến đấy. Này, chúng mày hùa nhau lừa tao à?
Mày nghĩ tao ngu à? Anh có thể xác minh ngay bây giờ. Được, chúng mày đợi tao một tí. Alo. Em tìm ngay cho anh thông tin chủ tịch tập đoàn Ba Sa cho anh. Cái gì? Chủ tịch là Phan Văn Toàn á? Em check ngay lại cho anh. Đúng rồi ạ. Thế nhá. Sao rồi? Tôi không ngờ trong thời gian ngắn mà cậu lại thành công nhanh đến vậy. Tôi... Sao? Vừa nãy cậu vừa khinh thường tôi cơ mà. Sao bây giờ lại cảm thấy bất ngờ rồi à? Lúc ấy tôi chưa biết cậu là chủ tịch của Ba Sa nên... Vậy nếu như cậu chưa biết thì cậu vẫn sẽ tiếp tục khinh thường và sỉ nhục tôi đúng không? Tôi... Tiện đây thì tôi cũng nói luôn. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ tịch của Đa Gia. Nếu mà không có sự thay đổi nhân sự là cậu ấy, tôi sẽ từ chối hợp tác. Toàn, cho tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Bây giờ cậu mà đuổi việc thì tôi chết mất. Tôi rất tiếc. Cậu là người có tài nhưng mà lại không có đức. Tôi không muốn làm việc với loại người như cậu đâu. Toàn, sao cậu lại phũ với tôi như thế? Khi nào ấy mà cậu thật sự thay đổi tâm tính ấy thì hãy đến tìm tôi. Đây sẽ là bài học đắt giá cho cậu đấy. Chào cậu. Đi thôi em.